các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp ngày càng gia tăng, chiếm đến 45% bệnh nhân đến khám chữa tại các bệnh viện. Trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh lý mãn tính cần được quản lý, điều trị kịp thời, tránh tăng nặng gây biến chứng nguy hiểm. Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hơn chục năm, một thời gian ngắn bệnh tái phát, ông Đỗ Xuân Hòa lại phải nhập viện cấp cứu điều trị. Khởi đầu của bệnh là những cơn ho có đờm kéo dài, dẫn đến khó thở, co thắt tức ngực, mệt mỏi. Nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời sẽ dẫn đến suy hô hấp và có thể tử vong. Bác sĩ hướng dẫn là thể dục, tập thở, uống nước nhiều càng tốt thì nó làm cái đờm loãng ra. Đấy, thì mình có thể ho được thì nó nhẹ nhàng. Là phát bệnh cái là phải lên cấp cứu luôn chứ không nên ở nhà. Nên ở nhà lúc nó xảy ra nặng là nó đối với bản thân mình là nó phức tạp. Trung bình mỗi ngày, khoa nội hô hấp nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cho khoảng 45 đến 50 bệnh nhân. Trong đó có nhiều trường hợp mắc các bệnh lý hô hấp mãn tính. Khoa cũng đang quản lý điều trị cho gần 500 bệnh nhân ngoại trú mắc hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi bệnh nhân vào viện với một cái tình trạng là đợt cấp, là cái tình trạng nặng lên của những các triệu chứng như ho, khó thở, đau tức ngực. Đấy, tuy nhiên thì sau khi điều trị bệnh lý ổn định thì bệnh nhân sẽ được tư vấn về cách dùng thuốc, hay là cách làm bệnh án để quản lý ngoại trú theo chương trình của bảo hiểm, cấp thuốc hàng tháng, điều trị dự phòng tại nhà. Thông qua các chương trình khám sàng lọc tại cộng đồng, mỗi năm toàn tỉnh phát hiện điều trị cho gần 300 bệnh nhân lao các thể. Để nâng cao chất lượng điều trị bệnh lao và bệnh phổi, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ký kết hợp tác cùng Bệnh viện Phổi Trung ương nhằm hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tiến tới thành lập trung tâm hô hấp trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mà khi có thành lập trung tâm hô hấp này thì sẽ giúp cho bệnh nhân và nhân dân người Lào Cai sẽ được theo dõi quản lý các bệnh lý về hô hấp. Và Bệnh viện tỉnh đã tham mưu Sở Y tế đã trình Ủy ban tỉnh là sẽ hỗ trợ. Thứ nhất đầu tư thêm nguồn lực, đó là đầu tư về trang thiết bị. Thứ hai là cơ sở hạ tầng. Và cái thứ ba là đề xuất Bệnh viện Phổi Trung ương là tiếp tục đào tạo và hỗ trợ về chuyên môn. Hàng năm số người tử vong do các bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, ung thư phổi và lao phổi là khá cao. Bởi vậy, tăng cường hợp tác, triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao về lĩnh vực hô hấp và bệnh lao sẽ giúp người bệnh được quản lý, điều trị hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống.